Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Kim Đồng phun 5.000 lít thuốc phòng bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của COVID-19 gây ra. Cần giám sát vận tải khách tuyến Hưng Yên đi Vĩnh Phúc, nơi có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất cả nước. Thành phố Hưng Yên chủ động chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho nhãn. Các doanh nghiệp cơ sở sản xuất hương xuất khẩu gặp khó khăn do đối tác đột ngột dừng nhập khẩu. Cộng đồng doanh nghiệp phấn khởi khi Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam được phê chuẩn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các giải pháp triển khai nghị quyết số 28 và nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 25 năm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành bảo hiểm xã hội đã đạt được những thành tựu đáng kể, từng bước khẳng định chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại Hưng Yên, đến hết năm 2019, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội của tỉnh đã tăng gấp 10 lần so với năm 1997. Số người tham gia bảo hiểm y tế tăng gấp 7,4 lần so với năm 2003, năm đầu tiên bảo hiểm y tế sát nhập vào bảo hiểm xã hội. Phát biểu tại hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả mà ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, thời gian tới, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh cần tích cực tham mưu với tỉnh có biện pháp thực hiện tốt hơn luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể, phát triển nhanh và bền vững số đối tượng tham gia, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, các tổ chức và doanh nghiệp trong tỉnh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh và nâng cao ý thức của người dân đối với dịch bệnh COVID-19, từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2, toàn huyện Kim Động phun hóa chất tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra. Trong đó, huyện tiến hành phun thuốc tại trụ sở huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, trụ sở ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các cơ quan, đơn vị, các công ty, các trường học và các chợ, nơi tập trung đông người, các khu dân cư. Từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2, toàn huyện tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra là 1 tấn thuốc, tương đương với 5.000 lít thuốc đã pha. Việc phun phòng nhằm chủ động ngăn chặn sự lây lan, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra nhằm bảo vệ sức khỏe người dân. Gần 30.000 khẩu trang, hàng trăm chai nước rửa tay khô và tờ rơi tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch đã được các đoàn viên thanh niên phát cho người dân tại các điểm công cộng, khu chung cư tập trung đông người. Phát huy vai trò trách nhiệm tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, hơn một tuần qua, các cấp bộ đoàn đã tập trung tuyên truyền vận động đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân về diễn biến của dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng. Theo đó, đồng loạt 10 huyện thành thị đoàn, các chi đoàn sở ban ngành đều đồng loạt ra quân, phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho người dân tại các khu dân cư và các địa điểm công cộng như quảng trường Nguyễn Văn Linh, trên các tuyến đường chính của huyện thành thị tại cổng các doanh nghiệp. Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng các biện pháp về phòng tránh cũng như là các cái biện pháp để mà vệ sinh đối với đoàn viên thanh niên trong sở. Chúng tôi cũng cố gắng huy động làm sao để anh em đoàn viên thanh niên ra để làm những công việc về cộng đồng như thế này để các đoàn viên nhận thức sâu rộng hơn về các cái công tác cộng đồng xã hội. Bên cạnh nguồn khẩu trang, dung dịch rửa tay khô được cấp từ các huyện thành thị, một số đơn vị đã có cách làm linh hoạt khi huy động nguồn xã hội hóa từ các đơn vị doanh nghiệp. Trong lúc số lượng khẩu trang khan hiếm và rất khó mua, đoàn thanh niên các đơn vị như chi đoàn sở nông nghiệp, chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, chi đoàn công an thành phố đã huy động được nguồn khẩu trang lớn là 20.000 khẩu trang và gần 200 chai dung dịch rửa tay khô.
Đặc biệt, đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã kết hợp cùng khoa Công nghệ Hóa học và Môi trường điều chế 1.500 chai dung dịch rửa tay khô sát khuẩn để phát miễn phí cho người dân, trường học và một số đơn vị quân đội. Có ban lãnh đạo khoa có bàn bạc với nhau và sau đó thì thống nhất ý kiến thì xin ý kiến nhà trường và cũng được cả cái sự ủng hộ rất tích cực của đoàn thanh niên ở nhà trường. Thì khoa đã tiến hành sản xuất thử nghiệm cái dung dịch rửa tay khô sát khuẩn. Mục đích chính của cái sản phẩm này là chung tay với cộng đồng và bảo vệ sinh viên, cán bộ, giảng viên trong khoa. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện thành thị đoàn sẽ tiếp tục kêu gọi tài trợ cũng như nguồn xã hội hóa về nguyên liệu, vật tư y tế để chung tay vì cộng đồng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra. Sở Giao thông Vận tải vừa có văn bản số 313 về việc tăng cường công tác hoạt động vận tải khách trên tuyến khách Hưng Yên đi Vĩnh Phúc, nơi có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất cả nước. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu đối với đơn vị kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng du lịch cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện hợp đồng đi và đến tỉnh Vĩnh Phúc. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải, công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Hoa là đơn vị có xe đi Hưng Yên Vĩnh Yên của tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Giao thông yêu cầu đơn vị đảm bảo việc đi lại của nhân dân, theo dõi và giám sát chặt chẽ các biểu hiện nghi nhiễm đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách đi lại trên tuyến từ bến xe Hưng Yên đi Vĩnh Yên. Chủ động tốt công tác phòng chống dịch, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác phòng dịch. Phương Hoa là tuyến xe mà chạy qua địa phận của tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện tại là đã phát hiện có dịch bệnh và đã tiến hành cách ly. Về phía công ty thì đã tiến hành là trang bị cho tất cả các đầu xe về lái phụ xe đến khẩu trang đến nước rửa tay khô. Khi xe về hai đầu bến thì đều có xịt khử trùng cả trong và ngoài xe. Về phía lái phụ xe trên xe thường xuyên cũng phổ biến cho khách trên xe rằng là về các biện pháp phòng tránh dịch khi đi trên đường. Cùng với đó, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cũng đề xuất cần giám sát chặt chẽ hành trình đối với 4 xe hợp đồng của nhà xe Minh Phương cũng đi đến vùng này. Cùng với các cấp các ngành chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bảo Việt Hưng Yên trích gần 300 triệu đồng tặng các đơn vị giáo dục trong tỉnh để mua trang thiết bị y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch. Đại diện Bảo Việt Hưng Yên đã đến trao tiền tặng phòng giáo dục và đào tạo 10 huyện thị xã thành phố và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Từ số tiền này, góp phần cùng với các nhà trường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm sức khỏe của thầy cô giáo, học sinh, bảo đảm môi trường, học tập an toàn khi các em học sinh trở lại trường sau thời gian 2 tuần nghỉ học. Ở tỉnh ta nói đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng là nhắc đến huyện Văn Giang, địa phương đi đầu của tỉnh trong chuyển đổi từ cách đây hơn 20 năm. Tận dụng lợi thế của vùng đất phù sa màu mỡ sát thủ đô Hà Nội, người dân Văn Giang luôn cần cù, chịu khó, tìm tòi, sáng tạo để nâng cao giá trị sản xuất. Văn Giang là huyện có phong trào chuyển đổi sớm và mạnh của tỉnh Hưng Yên, với gần 3.000 hecta được chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao. Từ chuyển đổi đã xuất hiện các cánh đồng mẫu lớn như hoa, cây cảnh, quất, cam, bưởi. Xã Xuân Quan cách đây gần 10 năm là vùng đất quanh năm chỉ gắn với lúa ngô, nhưng nhờ nhanh nhạy nắm bắt thị trường và sự phát triển đô thị tại địa phương, giờ đây Xuân Quan đã trở thành vùng thâm canh hoa nổi tiếng ở miền Bắc. Toàn xã đã có gần 200 hecta hoa cây cảnh các loại cho giá trị canh tác từ 1,2 tỷ đến 1,5 tỷ đồng trên 1 hecta một năm. Dù là làng hoa hình thành sau so với các làng hoa nổi tiếng khác, nhưng nông dân Xuân Quan đã tìm cho mình hướng đi riêng để phát triển và khẳng định thương hiệu. Nếu như trước đây sản xuất hoa phải theo thời vụ, thì nay người trồng hoa nơi đây đã áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, khắc phục thời tiết cho hoa khoe sắc bốn mùa. Trước đây, mỗi năm xã Xuân Quan phải nhập khẩu trên 100 tỷ đồng tiền hạt giống hoa, thì nay người trồng hoa đã cơ bản chủ động được nguồn giống. Ông Phan Ngọc Oanh ở thôn 7, một trong những hộ tiên phong chuyển đổi sang trồng hoa cảnh, cũng là hộ sản xuất đầu tiên của xã Xuân Quan đã tự sản xuất được cây giống hoa bằng phương pháp nuôi cấy mô. Việc sản xuất cây giống bằng phương pháp nuôi cấy mô mang lại rất nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương pháp nhân giống cây trước đây. Nếu mà chúng ta muốn xuất khẩu thì chúng ta phải sản xuất được giống, vì khi chúng ta xuất khẩu thì phải truy xuất nguồn gốc. Nếu truy xuất nguồn gốc mà chúng ta cứ đi nhập khẩu giống của nước ngoài thì chúng ta cũng rất là khó để mà xuất khẩu được.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ cần cù chịu khó mà người nông dân Văn Giang rất năng động, sáng tạo, nhạy bén với thị trường và có đôi bàn tay khéo léo. Nếu như trước kia họ thường trồng quất lùm, quất chậu ở những thửa ruộng lớn thì ngày nay chỉ cần một góc vườn nhỏ như thế này thôi, người nông dân đã có thể sản xuất ra những cây quất có giá trị hàng triệu đồng. Và đây chính là những chậu quất bonsai ở nhà vườn Biên Ngọc, thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở. Và mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng cảm nhận sự tay khéo của người nông dân nơi đây qua những chậu quất bonsai như thế này. Chỉ với 3 sào diện tích sân và vườn trong nhà, từ mấy năm nay, gia đình anh Vũ Quang Ngọc ở thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở luôn cho thu nhập trên 1 tỷ đồng từ cây quất bonsai, trừ chi phí cho lãi trên 600 triệu đồng một năm. Anh Ngọc cũng là một trong những người đi đầu sản xuất cây quất bonsai trên chậu với các hình thù bắt mắt, đáp ứng thị hiếu khách hàng chơi cây Tết. Không chỉ có kinh nghiệm chăm sóc ra những chậu quất căng mọng, chĩu quả, đặc biệt năm nay anh tiếp tục sáng tạo ra những quả quất hình hồ lô lạ mắt. Làm cái quất bonsai trên nọ gốm này, thu nhập nó hơn hẳn những cái trồng quất đất. Ví dụ như là quất đất ngày ngoài một sào mình chỉ trồng được khoảng 2 đến 300 cây, nhưng mà trên giàn này mình làm này là được khoảng 1.000, 1.600 nọ đấy. Nếu mà trồng quất bonsai so với trồng quất đất thì cái lãi suất nó phải cao gấp 7 đến 8 lần trồng quất đất đấy. Nhờ đi tắt đón đầu, người dân năng động, cần cù, biết phát huy lợi thế liền kề thủ đô, lại có những chính sách phù hợp trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Giờ đây, Văn Giang đã trở thành huyện nông thôn mới, với nhiều xã trở thành điển hình của cả nước, hình thành lên vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, với những cây trồng giá trị cao như cùng sản xuất rau xã Mễ Sở, Thắng Lợi, vùng cây ăn quả xã Tân Tiến, Mễ Sở, Liên Nghĩa, thị trấn Văn Giang, xã Nghĩa Trụ, vùng trồng hoa cây cảnh xã Xuân Quan, Phụng Công và thị trấn Văn Giang, vùng trồng cam, quýt, quất, bưởi cảnh xã Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Mễ Sở và thị trấn Văn Giang đã góp phần nâng cao giá trị canh tác của huyện trung bình đạt gần 280 triệu đồng trên một hecta, thu nhập của người nông dân đạt gần 80 triệu đồng một năm. Để nhãn ra hoa đậu quả đạt tỷ lệ cao, bà con nông dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang đẩy mạnh chăm sóc và tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Gia đình ông Hà Văn Oanh, thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam có 8 mẫu nhãn, chủ yếu là nhãn hương chi và nhãn đường phèn. Hiện tại hầu hết các diện tích đang trong giai đoạn ra hoa, một số diện tích đã bắt đầu đậu quả. Tuy nhiên, do thời tiết bất thuận những ngày qua, vườn nhãn của gia đình ông Oanh đã bắt đầu xuất hiện sâu bệnh. Thời tiết âm u như này thì ảnh hưởng rất lớn cho cái nhãn. Cái thứ nhất là sẽ phát bệnh sương mai và thân thư. Cái thứ hai là sau khi cái nụ hoa này mà nắng lên một cái là nó phát hiện sâu đoa và sâu đục buồng. Hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng, xã Tân Hưng có tổng số trên 30 hecta nhãn. Do đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật nên hiện có trên 80% diện tích đã ra hoa. Để đảm bảo chất lượng, năng suất cuối vụ, hợp tác xã đang chỉ đạo bà con theo dõi diễn biến của thời tiết. Ngay sau khi mưa tạnh cần tiến hành phun phòng trừ sâu bệnh gây hại. Độ ẩm cao là cái mầm mống gây bệnh sương mai là rất cao, ngoài ra sâu que cũng rất nhiều và dày, lượng dày ở trên cái nhãn giờ cũng tương đối. Thì tuần sáng tôi đã tuyên truyền vận động các bà con trong cái vùng nhãn Việt Gáp cũng như trong các hộ nông dân tham gia mô hình hợp tác xã thì tập trung tận dụng những lúc thời tiết nắng ráo là bà con sẽ khẩn trương ra đồng phun trừ phòng bệnh. Thành phố Hưng Yên hiện có 850 hecta nhãn đã ra chùm hoa trên tổng số 950 hecta nhãn của toàn thành phố. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết lạnh, mưa phùn, độ ẩm không khí cao những ngày qua rất thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại. Các cơ quan chức năng của thành phố Hưng Yên đang tiếp tục khuyến cáo các nhà vườn tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh để nhãn ra hoa và đạt tỷ lệ đậu quả cao. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi để các vi khuẩn có hại, dịch bệnh phát triển và lây lan nhanh. Trước tình hình thời tiết như hiện nay, người chăn nuôi trên địa bàn huyện Phù Cừ đã chủ động các biện pháp. Xã Quang Hưng là địa phương đầu tiên ở huyện Phù Cừ để xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại không nhỏ cho người chăn nuôi. Hiện nay, hầu hết các hộ chăn nuôi lợn đã chuyển sang nuôi ngan, vịt và chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm. Rút kinh nghiệm của cái năm 2019, ban thú y của xã thường xuyên lên loa phát thanh để tuyên truyền cho bà con chăn nuôi nắm được các cái biện pháp phòng cho đàn chăn nuôi. Ngoài tuyên truyền ra, chúng tôi thường xuyên phải phun sát khuẩn bằng cái loại hát iodine và vôi bột.
toàn huyện Phù Cừ hiện có trên 3.200 hộ chăn nuôi lợn, gà và ngan, vịt, trong đó có gần 200 hộ chăn nuôi với quy mô từ 500 đến 1.000 con trở lên. Từ đầu tháng 2 đến nay, trạm thú y huyện Phù Cừ đã cấp phát gần 1.000 lít thuốc khử trùng via iodin 10% và hỗ trợ tiền công phun khử trùng cho các địa phương. Đồng thời tuyên truyền các hộ chủ động phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm bằng các biện pháp hữu hiệu và đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Chúng tôi đưa công tác phòng dịch vôi và phóc môn hay những tất cả các loại sát khuẩn khác như biocide, bencoxid hoặc edercon để đưa ra công tác phòng dịch phun từ hệ thống trong trại và ngày sát khuẩn trong trại 2 lần khi cao điểm. 11 năm nay không nói gì đến dịch tả châu Phi và tai xanh hay dịch tả cổ điển. Tất cả các loại bệnh thông thường thì chúng tôi luôn đề cao phòng dịch bằng công thức sinh học an toàn và áp dụng vaccine phòng chống dịch theo sơ đồ pháp đồ của trại nên chưa bao giờ bị nổ dịch. Sự chủ động của các cấp ngành và người chăn nuôi trên địa bàn huyện Phù Cừ đã và đang giúp phòng tránh các dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững. Theo phản ánh của nhiều cơ sở doanh nghiệp sản xuất hương xuất khẩu trong tỉnh sang thị trường Ấn Độ bị dừng đột ngột không nhập khẩu, dẫn đến lượng hàng tồn kho lớn có nguy cơ phá sản. Ở thời điểm sản xuất, xuất khẩu diễn ra bình thường, toàn tỉnh có khoảng 30 doanh nghiệp và cơ sở tư nhân với quy mô từ 100 lao động trở lên chuyên sản xuất hương xuất khẩu sang Ấn Độ. Sản lượng xuất khẩu bình quân 200 container hàng mỗi tháng. Mỗi container có khối lượng khoảng 28 tấn. Khó khăn bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 khi thị trường Ấn Độ đột ngột dừng, không nhập khẩu dẫn đến lượng hàng tồn kho lớn. Do chỉ làm gia công ở công đoạn đầu, sau khi xuất khẩu sang Ấn Độ mới làm tiếp công đoạn tẩm ướp mùi hương nên hàng không thể xuất khẩu đi các thị trường khác. Hiện các doanh nghiệp cơ sở sản xuất hương xuất khẩu trong tỉnh còn tồn kho khoảng gần 300 container hàng, chờ xuất khẩu từ tháng 10 năm 2019 đến nay nhưng vẫn chưa xuất khẩu được. Họ không báo trước cho chúng tôi về cái vấn đề là ngừng nhập hương, cho nên là chúng tôi vẫn cứ sản xuất bình thường, nhưng mà khi mà sản xuất ra nhiều rồi không xuất đi được thì là chúng tôi tồn đọng rất là nhiều thôi ạ. Và hiện tại là vốn cũng để rất là nhiều trong hương luôn ạ. Làm cho nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất đóng cửa và chuyển sang làm mặt hàng khác. Việc Ấn Độ dừng đột ngột không nhập khẩu hương là bài học cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Vì vậy, để tránh rủi ro, các doanh nghiệp sản xuất phải gắn với tiêu thụ, tăng cường kết nối thường xuyên cập nhật thông tin, dự báo về đầu ra của sản phẩm và đa dạng thị trường tiêu thụ. Một tin vui cho các doanh nghiệp Việt Nam, vừa qua Nghị viện châu Âu bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Khi hiệp định bắt đầu có hiệu lực trong một vài tháng tới, 85% dòng thuế hàng Việt Nam xuất sang châu Âu sẽ về mức 0%. Đây là cơ hội để doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa vào châu Âu, giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Mở ra một cái cơ hội cho các doanh nghiệp Việt, nhất là một số các ngành, ví dụ như ngành sản xuất da dày, ngành nông nghiệp, một số ví dụ như ngành cá tra, thì đây là một cơ hội rất là tốt, có thể để cho chúng ta phát triển được. Riêng những ngành dệt may của chúng tôi ấy, thì như tôi đánh giá hiện nay thì cái kim ngạch xuất khẩu vào châu Âu chưa lớn, nhưng nếu như chúng ta thực hiện được, chủ động được cái yen forward, tức là gia công từ vải, thì lúc đó thì các dòng thuế có thể giảm xuống 0%, từ khoảng hơn 10% mà dòng thuế xuống 0%, đây là cả một cái cạnh tranh rất là lớn. Chúng ta được tiếp cận với một thị trường đông dân cư và có máy móc thiết bị công nghệ hiện đại và giá thành tương đối hợp lý. Đặc biệt là với công nghệ tiên tiến và tiêu hao rất ít năng lượng, nhiên liệu đầu vào. Chúng ta phải xây dựng ngay những kế hoạch để đổi mới và có những cái phương pháp quản lý và cấu trúc lại doanh nghiệp, đa dạng hóa các sản phẩm để chúng ta dần đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường châu Âu. Trước đây chúng tôi phải cạnh tranh rất là nhiều với các cái thị trường khác có cái mức thuế tốt hơn. Tuy nhiên đến thời điểm này thì chúng tôi có cơ hội nhiều hơn tiếp cận khách hàng châu Âu. Bởi vì là họ cũng sẵn sàng làm việc với chúng ta khi mà chúng ta có một cái mức
thuế hỗ trợ thật là tốt. Về phía công ty chúng tôi cũng sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều, chuẩn bị từ việc tiếp cận khách hàng châu Âu như thế nào và tìm hiểu về các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu của thị trường châu Âu để có thể đáp ứng được những cái yêu cầu quy chuẩn đó. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang bắt đầu tìm hiểu cũng như là có các cái chính sách cũng như đưa ra các cái yêu cầu để thực hiện các cái quy chuẩn theo tiêu chuẩn của thị trường châu Âu. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.